Alo. Alo. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8. Alo. Bài đầu tiên thì anh Thắng sẽ hát một bài về nhạc vàng, bài thứ hai sẽ là nhạc trẻ và bài thứ ba là remix. Không biết nên hát bài nào được đây. Bài bài con tự lấy đi. Con cầm cho bố. Từ từ con nghe bố đang làm việc à? Nhanh lên anh. Chọn gì mà lâu vậy? Thôi bố chọn cái gì mà lâu thế bố? Sẽ là bài cay đắng vừa môi. Tí nữa con. Oh.
Và câu thứ hai, Thắng xin phép được một bài anh cần em. Anh ngồi suy nghĩ về chuyện tình đôi ta sẽ đi về đâu em ơi. Anh ngồi suy nghĩ về những lời đã hứa, sợ rằng sẽ chỉ là mơ. Nếu là duyên số, cho dù đến hết cuộc đời muốn xa vẫn sẽ bên nhau. Nhưng mà nếu lỡ quãng đường mà là đã bởi vì đằng sau luôn có anh nhìn theo.
chiều buồn như nắng, biển bắc mênh mông lặng lẽ mình ta, bay trên cao bay quanh chân trời và theo gió cuốn trôi đi bao nhiêu mộng mơ. Ngày nào mình tình cờ gặp nhau và đến bên nhau vui quên thời gian, quên đi bao lo buồn đau với khi sống lạc loài. Em ơi anh đi qua thuyền kia mãi lên đến trên bên sông dâng ngoài khơi, trôi đi bao niềm đau đã gây kín trong lòng. Nếu đã có những lúc em biết rằng dù đã xa đi nơi phương trời xa, em yêu anh thêm ngày nhớ em trong trái tim, anh luôn mong em mau về đây. Biết
người xưa giờ nơi đâu. Đến bao giờ người về say bông về, đã bao mùa sông hà như thu đông. Người xa quê lỡ em chưa lần về, đã bao mùa mai nở vẫn ngoài mong. Mình còn xa nhau nên xuân về vẫn thấy nao nao. Tình đời người trao như bài thơ trên mỏ mông. Lỡ rơi từ một trời về thế gian, lúc bấy giờ mắt đỏ tươi tôi, và cũng thấy một bao nhiêu kỷ niệm mà tôi đã từng cho con em. Tình buồn ai